Video ngày hôm nay mình sẽ thực hiện một combo của bạn Rogue Noob Gaming đã gửi về cho mình. Một cái combo đường dài mà từ trước đến giờ mình chưa bao giờ thực hiện. Đa số là mình chỉ thực hiện là 1, 2, 3 hoặc là có kèm súng vô một tí thôi. Và cái combo này á, bạn ấy nói là tộc người cá cũng nhíu cũng ậm bò như thường nếu mà dính. Bạn nào mà bounty cao mà sử dụng combo này nữa là đè đầu cưỡi cổ những bạn dưới thì quá là dễ dàng rồi đúng không? Và mình sẽ bắt đầu cái quá trình học thử combo này xem sao á. Thì với cái combo này thì các bạn sẽ nâng cận chiến, phòng thủ và trát quỷ. Nếu mà các bạn muốn mạo hiểm đánh kiếm cũng được. Tại vì cái combo này của bạn ấy á thì cũng có hai chiêu kiếm của Odin ha. Và phải dính hai chiêu này thì mình mới tiếp tục combo tiếp theo. Và phụ kiện sẽ là cái đàn guitar, song kiếm Golden, một chi V2 và không thể nào mà thiếu Lách V2. Các bạn cũng có thể thay thế bằng God Super hình mình ha. Tùy các bạn. Mình thấy đa số bây giờ các bạn combo á là ưa đi chung với cây đàn và mochi kết hợp nha. Hai cái này kết hợp lại nó bá vô cùng luôn. Rồi bây giờ không linh tinh liên thiên làm mất thời gian của các bạn nữa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu khởi đầu của cái combo này. Thì mình cần phải canh mục tiêu di chuyển ở chỗ nào. Rồi mình đoán được cái phương hướng mà người đó sẽ di chuyển tới. Rồi mình bắt đúng chiêu ít, trái trái, phải phải, trước trước, sau sau, chui bụi, chui lùm gì đó, nhảy lên gốc cây gì đó. Miễn là mình canh, mình bắt được chiêu ít của mochi là được rồi ha. Khi bắt trúng thì mình về. Đây là cái cơ bản khi mà các bạn sử dụng mochi, bạn nào cũng biết đúng không? Rồi mình lôi lại ha, rồi mình xê. Đây. Rồi mình chuyển sang song kiếm Odin, rồi mình zét ha. Đó. Chuyển sang đàn, rồi mình ít song kiếm Odin xuống, rồi mình ít của cây đàn. Rồi mình zét mochi, rồi mình ít mochi, rồi sau đó là mình xê. Lắc lắc ha, rồi mình zét, rồi mình ít. Như vậy là xong. Tộc người cá cũng phải ủm bò như thường nha. Thì nếu mà có bật chiêu V lên thì mình bật chiêu V lên để cho cái sát thương của lửa sẽ tăng lên sức đánh của chiêu C cũng như ít Z của Led V2 à. Nhưng mà cái combo này thấy nó có một cái nhược điểm là cái chỗ á là các bạn phải luyện bắt cái chiêu Z của song kiếm Odin cho chuẩn nha. Nếu mà bắt hụt thì sẽ như thế này đây. Đây như phát say đi ha. Rồi mình canh hướng đó không? Đó mình bắt hụt như thế này. Là người khác họ sẽ nhảy lên trên và họ sẽ combo ngược lại mình. Đây là cái nhược điểm á. Nên là cái combo này nó hụt ở hai chỗ. Một chỗ là các bạn sẽ bắt hụt chiêu Z của song kiếm Odin. Và một chỗ là các bạn canh hướng các bạn bắn không tốt á. Đó các bạn bắn hụt cái chiêu Z của guitar linh hồn. Còn một chỗ nữa đó là khi mà các bạn đá lét lét á thì người ta có thể bật haki quan sát lên, người ta né được. Nên là tại sao á trong cái combo nó có cái chiêu này. Đó để tưng lên và phá haki quan sát của người khác á. Các bạn phải đánh cái chiêu C của Led Led trong cái lúc mà cái chiêu X của cái guitar này nó tồn tại nha. Đó, như thế này đây. Rồi mình C ha, đó. Rồi nó vừa gần hết là mình quất lên để kết liễu luôn. Các bạn thấy chưa? Mình vừa chơi chỉ có 3 chiêu này thôi. Là con nhân vật mà test combo của mình nó cũng ậm bò rồi. Với lại á, là cái số bounty con này rất là thấp. Mình cũng đã đẩy qua hải quân cho số bounty của mình nó thấp á để mình có thể combo được hết, nhưng mà cũng combo không hết các bạn ơi. Nó lại thiếu cái chiêu ít ha. Chứ đúng á là khi mà cái này nổi lên nè ha, rồi các bạn Z, rồi các bạn ít, đó, rồi bạn kéo xuống rồi đây nè mình đá lết nè. Đó, đúng nó sẽ là như vậy. Nhưng mà do là cái con nhân vật của mình nó quá yếu. Rồi, đó là ưu và nhược điểm của cái combo này. Thì combo này trị được tộc người cá là điều chắc chắn rồi. Và các bạn cần phải luyện tập lâu dài dài lâu. Thì mình chỉ mới luyện thôi. Nên là có thể là nó sẽ bị hụt Z hay là bị hụt đàn nhiều. Nhưng mà không sao. Mình sẽ cố gắng để săn bounty tốt nhất nha. Bây giờ thì bắt đầu săn thôi nào chứ còn chần chờ gì nữa. Anh ra đó cư. Mình mới qua ai tặng quà lớn gì anh nào vậy? Cho em xin cái chữ ký nhẹ xíu coi. À, thấy anh rồi. Anh bay hả? Anh định electric vô đầu em đúng không? Đây nè, anh bể đầu đây nè, anh không lo ở đây nè. Đại chi gai rồi xong. Sống thần gì nữa, anh ụm bào ở đây nè. Đâu á, em làm bộ bắn hụt thôi chứ thật sự bắn hụt thiệt. Đầu cái pha đó dở thiệt các bạn ơi. Vậy mà để cho bằng đó sâu ru được, không sao, không sao, chúng ta gỡ gạt lại được mà. Đây, lại đây nè, ụm nè, mình le me, mình bắt động thức cái lụm nè. Nè, lại đây. Bị dụ. Biết gáy quá, thấy đứng gần gần thế nào ông bắt. Ôi, thần nào đây, chạy trước chắc ăn. Chuồn trước. Qua đây có một bạn quyết đấu tại trước cổng biệt thự, vô bạn. Rồi xong, bạn bị bắt dính kiểu này là bạn toan rồi.
Xong sau nào ấy nữa. Xây cái này nữa là kết thúc rồi. Thôi chắc ăn. Biết ngay mà. Mình mà thả chuột là làm sao ăn được bạn đó. Dính đầu thì còn chạy đâu nữa. Combo của fan mình tặng là không phải là combo bình thường đâu. Rồi ông thần nào đây? Đại ca không quất mình quất à, trời ơi. Bầu ti trước mặt là phải lụm chứ. Mình biết bạn này bạn fan chắc luôn nè. Đứng nhảy nhảy đó chỉ có thể là bạn fan thôi. Nhưng mà I am sorry bạn nha. Hành trình mờ mờ của mình đang rút ngắn lại. Mình phải trà thôi đó bạn Khang. Ôi ơi còn một bạn nữa kìa. Còn bạn phía dưới. Lụm luôn. Giờ là gặp ai là mình quất hết à đây. Lâu đầu lại quất. Bạn ấy đứng yên rồi. Chắc chắn là cho mình bầu ti luôn. Ta cũng xây vậy xây hụt luôn. Từ ta đứng yên cho quýnh mà cũng quýnh hụt nào á. Đâu rồi? À đằng kia kìa. Chạy lại. Chiu. Hồi mình tưởng hụt. Ôi bạn ấy tự reset luôn kìa. Mình có Haki Bá Dương các bạn ơi. Bắn gái kèm theo Haki Bá Dương. Như lúc phi bọc Haki Bá Dương đánh với cây đô vậy. Quất cái là bạn ấy chết liền. Ô la la gì đó ghi đông vui trời hưởng báo già hả anh báo ơi anh gặp em là anh xong rồi anh ơi. Ê bậy rồi mình đánh con báo giùm bạn mà bạn làm gì bạn báo mình quá vậy. Đâu hên nè. Hên hình như là một gì mà nó không có đam mà cái đánh kiếm mày sao đây rồi. Lắm. Bạn đánh báo rồi đi mình đánh phụ bạn mà không chịu thôi. Đánh mình hả? Đó là kết quả đó. Con báo nó báo ngược là bạn hay chưa? Cho tật đánh mình, không đánh mình là mình với bạn cùng nhau phối hợp đập báo rồi. Chà mình chi giờ mất cái mạng. Anh nên qua tới bên đây anh kiếm em luôn hả? Lúc nãy thấy anh còn miếng máu tại có bạn kia trợ quy thôi chứ anh qua bên đây là anh xong rồi. Anh báo ơi. Ủa? Ồ bạn fan mà. Reset cho mình booty nè. Ơi cảm ơn bạn Tài rất là nhiều nha. Ui ui thiên cung đóng cho nó tươi gừ gá. Đại lúc sống âm thì ghê bạn. Đá sống âm ly xin hả. Ly xin đá sống âm hụt rồi bạn ơi. Vậy là cái kết rồi. Kết thúc. Giờ thì chuẩn bị sẵn. Không có buông chuột. Đại lúc định chạy. Đại lúc vậy mà chạy được. Chạy hả mê rồi. Làm sao mà chạy thoát. Sao mà thoát được. Sao mà đỡ được. Hello anh, đi đâu gấp vậy? Trời ơi, trời ơi, còn tí mình đi đóng băng rồi nha. Hên là mình đang me bạn đó cái mình chạy ra. Còn bạn kia Suru hụt, vậy rồi xong, bạn này xong rồi. Xong sao nổi, trời quất lực hai bạn luôn đã vậy, quất bạn này trước đi. Đừng báo già. Ê, báo già kia. Trời ơi, vậy mà hụt, không sao. Đây nè. Gỡ lại liền. Bắn cái chiều Z hơi bị dở nha. Canh hướng tí nữa là lụm rồi, khỏi cần phải ít. Sao anh báo? Giờ còn cái anh đây, anh hổ báo cáo trồn đúng như cái tên của anh luôn. Trời bắn đá hướng này, đá vô. Ai cà mà. Đây, bất động thức mà hồi là em báo anh chứ phải là anh báo em đâu. Đây, anh lết ở đây rồi. Xong, kết thúc anh rồi anh ơi. Anh lết vô có bất động thức là anh xong rồi. Kết thúc đi anh ơi. Dẹt. Yeah. Chuyển sang cái đường tăng. Anh báo rồi anh. Suốt rồi anh. Ai suốt ai? Ai nữa? Tụi cùng miếng máu chạy đã vậy. Lại đây chứ. Làm sao mà thoát được. Bum. Ủa ơi 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 ơi. Rồi. Rồi vậy mà mình buông chuột. Mình tưởng nó xong rồi. Cái tộc người cá. Không sao. Nè. Gỡ lại liền. Hút hả. Bể mỏ liền. Phù mỏ. Khỏi hút nữa. Xuống đây luôn. Vô mấy sư cô. Cô. Ai chà. Thốn nha. Ca này đi bắt rắn mà bị rắn bắt ngược lại rồi. Không sao. Hụt chiêu à. Nè về tới mình. Gồng cái gì mà gồng trước mặt muốn chi mà xế luôn trâu thủ. Thủ đâu không thấy chuẩn bị vô hủ đây nè không lâu à. Rồi kết thúc rồi. Xong. Ngon. Sấy đá vô đầu liền. Chắp tộc người cá luôn bật lên. Bật tộc người cá lên đây. Bể đầu liền với mình. Nữa hả. Anh báo nữa, sao cứ gặp anh báo triết vậy ta? Sao đây mình về gặp anh báo luôn nha. Đó anh báo lạ lướt kìa. Anh báo lạ lướt. Chắc này anh báo fan mình xem clip mình kết hợp với tộc thỏ chứ gì. Mà chạy cẩn thận bị bu chi bắt kiểu đó là anh báo tộc thỏ cũng phải to ăn thôi. Xuống tiếp. Vô. Trời ơi anh báo nữa hả? Ủa đâu phải, bu chi mà trời ơi. Riết bị anh báo ám ảnh à. Nè, bắt trúng rồi. Lại sấy liền. Yes. Công nhận combo này đã thiệt. Ui chà. Không sao. Được. Còn gỡ lại được. Rồi. Ít trúng cái đàn là ngon rồi.
vô sút liền, vô đá banh liền các bạn, tham gia World Cup liền. Trời né 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 né, trời ngon hên quá. Hên 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 hên. Trận nữa hả bạn? Mình thấy là bạn này nhường mình đó các bạn. Tại lúc mà các bạn ấy né được lết lết là bạn có thể phản đòn lại và phải đứng yên à. Bạn ấy nhường mình chắc luôn, tại tên Huy là fan mà. Rồi tóc người cá, tóc người cá. Vậy mà thoát được chứ. Bắn vô hít lòng trợ thủ tưng lên thoát. Không sao, đây ngon lành. Sút sút sút, đấy nè. Các bạn ấy lao vô chiều phải không? Vậy là bạn fan rồi, bạn Huy Gaming nè. Rồi cảm ơn bạn đã cho mình bộ ti á. Chứ mà bạn ấy đánh mình thì mình cũng thừa sống thiếu chết đó các bạn. Chứ không có đỡ nổi đâu. Ôi, chị Bích Mom kìa. Xài trái quỷ linh hồn của Bích Mom lâu ăn. Ai 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 ai. Đau nha, mấy bạn đánh trái quỷ này thốn. Hên là bạn đó bắn ụt quá các bạn. Mình ra sao là mình nhân cơ hội mình quém mình tém liền. Rồi, bạn dính chiêu rồi. Sao mà đỡ được. Bị mình đá lết lết rồi, mình quất trong cái đàn guitar mà. Bạn ấy đâu thấy gì đâu, máu thì vẫn cứ tuột. Nữa hả bạn Huy? À đằng kia kìa, trời ơi, đằng kia, đằng kia. Bạn Huy đã nhường cho mình ăn ba mạng rồi, giờ mình quất bạn này ha. Đó, bạn ấy đứng yên không? Bình thường là bạn ấy thấy còn miếng máu bạn ấy tham gia được. Giờ quất bạn này có bao ti được nhiều hay bấy nhiêu ha. Sao mà chạy được bạn? Ê, vậy mà chạy được nha. Chiêu. Ôi, ôi. Mình tưởng đâu xong rồi, không sao. Còn đây nè, còn đồ chơi các bạn à. Combo dài mà, đồ chơi thì cả đóng cả liền. Làm sao mà thoát được. Úi la la la, kìa kìa, còn miếng máu. Chạy à, chọt liền, thọc liền. Lỡ say chứ rồi, kết thúc rồi bạn. Thôi, mình biết rồi đâu có buông chuột. Giống như cái đợt sai lầm nữa. 3 trên 3 luôn, ngon. Đã. Trời đất ơi, anh nữa hả anh Báo? Sao gặp anh hoài vậy anh Báo? Anh bốc đầu bốc đốm quá đi mà gặp em là em báo anh. Anh chưa kịp báo em đâu, đây là bể đầu nè. Đó, anh re-die rồi. Ê, bạn linh hồn Bích Mom này. Giờ tới bạn nè, mình tiễn bạn luôn nè. Chứ không có chạy đi đâu được đâu. Lại đây vô, 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 vô. Vậy mà cũng được. Ôi cha, ôi cha, ôi cha. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Mình bao ti không cao là mình toan rồi. Ôi, chiếu, chiếu, lè, yeah. Xung kích hả bạn? Bạn xung kích là bạn phải nhìn xung quanh nữa. Rồi nhìn cái máu bạn bao nhiêu bạn mới le ve xung kích. Bạn xung kích kiểu đó là không còn kích để cho bạn kích đâu nha bạn. Vạn đấm xuyên tâm. Lội đầu lại liền. Đó đó đó. Hàng lại rồi, hàng lại rồi. Bây giờ mình chỉ cần việc là mình quất thôi. Bắn xuống. Bạn hút đi hả. Giờ thì bạn còn tâm tình để bạn hút hả. Phù mỏ. Quýnh cho bể mỏ nghỉ hút như bị ông đốt gì đó sưng mỏ. Ghé vô, ghé vô, ghé vô. Bạn ơi, mochi miễn phí, dạng bột mềm miễn phí. Ăn ngay, nóng hổi, vừa thổi, vừa ăn luôn. Tặng kèm khuyến mãi luôn nè. Khuyến mãi cho cái đàn nữa. Vừa ăn, vừa có người đàn nghe luôn. Quất thêm cái bột nữa, đá thêm cái lánh lét nữa. Vậy là bạn xong rồi. Còn chạy đâu nữa, chạy. Làm sao mà thoát được. Còn miếng máu bắn dữ à, trời Pika à. Ánh sáng chói láo á à. Khỉ vàng Kizaru. Kizaru cứ vỏ vỏ, ta ghét lắm nè, vỏ nè, 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 bể mỏ nè, chu mỏ ra đây. Mình biết các bạn xem phim các bạn cũng ghét khỉ vàng Kizaru, nhưng mà công nhận trái quỷ mạnh thiệt nha. Tuy là ghét Akainu với Kizaru, nhưng mà trái quỷ của hai nhân vật đó, bà, công nhận, phải công nhận điều đó các bạn à. Anh chém dắt hạng hán hả anh Tổ? Thôi chém đỡ em đi, em đây buôn bán mochi, kèm theo có mochi nướng nè anh. Từ em chưa kịp nướng là anh đi rồi. Anh mới ăn la sét thôi mà. Anh chưa lên món chính nữa là anh đi à. Gì đứng đây khổ vậy. Chờ đỡ boss trong mỏi mòn. Mình giúp đỡ cho. Bán mochi tới đây luôn nè anh. Đây nè. La sét lên nha anh. Rồi chuẩn bị em lên món chính. Trừ món chính chưa lên là anh này cũng đi luôn rồi. Mấy anh này chưa kịp ăn món chính nữa là bức nẹt hết rồi. Bên đây có trái quỷ lẫm chứ. Kim cương à. Ta gờ lụm trái quỷ. Bấm trái bấm phải, bấm trái bấm phải không lụm được luôn. Cũng được kim cương chứ, về random luôn nha các bạn. Random. Trái bóng tối. Hay cũng đỡ hơn là mấy trái nằm trong thất đại quỷ á. Tàu kim cương mình dụng đó không ai lụm luôn. Thôi đi sang bao ti, bạn nào lụm may mắn sẽ được nhân phẩm của mình. Hai hai bạn. Đánh lộn vui trà gốc, đá sống âm hệ ly xin. Đá sống âm nè. Còn miếng máu dám đá sống âm trước mặt mình.
Còn bạn kia định lại làm gì? Hay là âm mưu đồ to đồ bự gì mình thấy đá đá vô rồi nha. Hên là mình kết thúc nhanh gọn lẹ, chứ không ai là bị bạn đó KS rồi. Mà đúng hơn là mình lại mình KS của bạn đó đó các bạn. Tự KS là tự chữ người ta luôn. Nữa hả? Gặp anh báo nữa kìa. Ôi 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 ôi, bên kia còn miếng máu kìa. Bên kia còn miếng máu kìa anh báo ư. Anh đừng dí theo anh báo, em hết bắn báo rồi. Giờ em bắn một chi. Nè lũi nè, lũi nè. Le me mình bắn nè nè. Nhíu đi nè. Anh báo hay chưa? Bên kia anh báo mà mình báo cứ dí dí đá em không à. Làm sống con mồi thấy không? Vô tình em được ngon luôn anh báo ư. Hello hai bạn, trời ba bạn luôn. Ba bạn chưa gì vui vậy, hai bạn chơi đó đi. Để bạn này cho mình nha. Đây, mình đấm nhẹ thôi, không có gì hết à. Xong. Rồi hai bạn cứ tiếp tục chơi đi. Trời sao hai bạn dí mình? Hai bạn chơi với nhau đi, mình cũng biết gì đều. Thôi mình đi à. Ủa, sao bạn này đứng đây là sao? Đứng đây thì quýnh chứ sao được hả? Có bao ti dân trước mặt mà. Hành trình mơ mơ rút ngắn lại thêm một lần nữa. Bắn số anh cũng phải combo cho nó đủ đường đi đủ quyền chứ. Hục hục là người ta chạy mất à. Chứ cần mình thả ra một cái thì bọn nó chạy liền. Tăng 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 tăng. Đâu mất tiêu rồi. Xong mở cái cửa chạy rồi. Hello bạn. Mở bên kia mà mình tăng tăng mấy cái đoàn chạy vào đây rồi. À mình bán mochi qua dây ma nó ngon hơn đúng không? Ăn ăn gần dắt hạn hén không ngon đó. Vậy thì nó ngon hơn, chất hơn nhiều. Còn tặng cho bạn cái tăng tăng nữa. Gì anh nữa hả anh báo? Trời đất ơi, sao gặp anh hoài vậy? Từ đầu em gặp cái mặt mốc anh không biết bao nhiêu lần rồi. Thôi em bán chút mochi cho anh thấy không? Không có nhiều, em của ít lòng nhiều. Anh ăn món chính trước đi, để em la xét sao cho anh nè. Đây em tặng la xét cho anh á, miễn phí. Ôi không ăn la xét, chạy anh, đứng lại anh. La xét nè, trời ơi. Có la xét ăn mà nó chạy. Phải để em dí thì em đút ăn từng muỗng vậy. Anh lớn rồi, đâu còn nhỏ nữa hả? Ăn mochi thì sao không làm vụ anh? Ăn trước đi làm vụ. Em đây em bán mochi làm bán toàn server. Đi toàn quắc anh ơi. Ừ ừ. Anh mới ăn mấy cái anh ớn rồi. Anh từ bỏ cuộc chơi, anh từ giả luôn. Ai mochi không? Anh mochi anh? Ủa anh bán băng hả? Trời ơi. Này lạnh lắm ăn kem gì anh? Đây này ăn mochi đỡ anh ơi. Đó thấy ngon không? Chất lượng mochi của em là hàng Việt Nam chất lượng cao như công nghệ Nhật kìa. Còn anh bán gì anh? Thôi thôi em không chơi với anh, em thấy anh tổ ra rồi. Thôi em đi, em đi chắc cứu nhất. Mochi anh ơi, buôn bán ế ẩm quá anh ơi. Mochi nè, nhẹ nhàng cái bột động thức nha anh. Đây dạng bột quyền, trời ơi lên món chính luôn cho anh đó. Bình thường là mấy anh kia là em cho ăn la xét. Bây giờ em lên món chính trước cho anh luôn, anh muốn gì nữa trời ơi. Anh bán kem. Trời ơi anh bán cà lem đây rồi. Thôi rồi. Lạnh lắm anh ơi, bán kem mà ai mua thấy chưa. Mochi nó vẫn ngon. Anh phát nào là ngon ngon giòn giòn, dai dai dẻo dẻo, quá là tuyệt vời. Ủa sao em đi đâu cũng gặp anh hết vậy anh linh hồn. Trời ơi. Anh bán kem, giờ anh chuyển sang bán nước đá rồi. Thôi bán em cục đi anh. Em đổi mochi. Ê cái anh giác hai cục mây có cục lửa nhỏ kìa. Anh vô duyên thúi vừa thôi, đang bàn làm ăn với anh bán kem với nước đá mà làm gì. Đây nè, anh muốn mua mochi thì anh từ từ, anh đừng có gấp, anh đừng có vội vàng. Vội vàng chi, muốn anh thì nói em tiến đây, em tặng miễn phí. Đây nè, ủa sao chạy anh? Gì kì hả? Ăn ngán rồi, trời ơi ngán cái gì, còn la xét nữa anh ơi. Đây muốn la xét nè, em lên la xét cho. Nó xong. Em còn tặng miễn phí cho em phát mochi nướng nữa. Anh còn muốn gì nữa? Ưu đãi anh quá rồi. Ăn thì cứ nói em tiếng là em tành liền. Đi đâu anh? Trời giờ này đừng ra biển anh ơi. Giờ này ra biển nguy hiểm lắm. Ở đây ăn mochi với em nè đây. Đấy tặng anh luôn. Trời ơi. Anh ăn không vô hay sao vậy? Hay chơi em nấu dở? Em nấu nhiều người lắm rồi đó. Xuyên suốt server ăn hơn nhiều mochi của em rồi. Mà anh chơi anh đi sớm vậy là đâu có được. Anh nữa hả anh báo? Sao cứ gặp anh hoài vậy? Em bán buôn ế ẩm mà. Thôi nè, bây giờ em có chút ít mochi anh đem về ăn không? Sao vậy? Nghe nói đem về ăn mê quá đứng yên chỗ luôn ha anh. Rồi yên tâm, em tẩm quất miễn phí luôn. Từ A đến Z. Anh mua cái này em vừa tặng, em vừa khuyến mãi mà em vừa cho anh đem về nữa. Ngon không? Trời ơi không nói nên lời luôn anh. Đây nè em nướng luôn cho anh nè ha. Đó nướng nhẹ cho anh lên đó. Em quay mochi lên cho anh ăn luôn.
Ai 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 anh Tẩu, anh rịnh đó, làm gì anh Tẩu? Trời ơi, sao toàn là những nhân vật nguy hiểm không vậy? Thiệt ăn riết không ngán hay sao mà ra đây hoài gặp anh nữa anh báo? Anh báo em quá à. Gặp anh là ế, gặp anh là ế à. Thì bây giờ em của anh lòng nhiều không có gì, mua chi em ế thì còn cả đống cả làng. Anh ăn bớt giùm em ha, trời ơi. Em cho năm chi, ai ai ai, ai anh Tẩu không? Trời ơi, chứ còn ai nữa. Nè, đó, ăn đi anh. Nướng sẵn cho anh luôn á anh Tẩu. Giờ tới anh ăn hay sao? Không có em đi à. Trời ơi, con lại cha. Con lại cha báo. Cha đừng có báo con nữa đi, con bán đi cha ô. Cha cứ đem lại cho ăn mấy mu chi dư của con thừa. Không mà con báo làm luôn, chưa kịp bán rồi. Gặp ông báo, báo nữa rồi. Đây, vậy thì tặng cha nó luôn chứ sao giờ. Em có vạn mu chi à. Đây, tặng tặng anh luôn cái cù lôi nữa nè. Trời ơi, sao anh không ăn nữa? Em đang chuẩn bị hấp cho anh lên mu chi ngon gần chết à. Chạy đâu anh, đừng có chạy nữa. Trời ơi, quá đủ rồi anh ơi. Đừng gặp anh báo nữa, gặp anh báo là ế nguyên ngày. Trời ơi, anh nữa hả anh báo? À, anh có dẫn bạn lại, trời mua chim nấu ngon quá phải không? Dẫn bạn lại ăn rồi, ok. Em mà tiếp đãi tận tình à, bạn của anh báo. Bạn của anh báo là em tiếp đãi tận tình lắm. Đây cho ăn cái cù lôi trước nè, rồi em hấp lên ha. Bạn của anh báo ăn ớn luôn anh ơi. Ủa anh đâu luôn rồi? Ủa, anh đây hả? Ủa, ủa, đâu phải, đâu phải. Thôi đi các bạn ơi, nguy hiểm, nguy hiểm. Mua chi đây ơi, mua mua chi không? Ủa anh, mua chi anh? Trời ơi, dí theo, anh đi sao anh cũng lên tiếng chứ em bán cho. Em cái gì không có chứ mua chi em cả đống à. Vừa nướng vừa quay, đi vòng trái đất luôn, ăn mua chi là thấy tám ông trời liền. Sao anh ngon không? Đây nè, còn đờn cho nghe nữa, anh còn mong muốn gì nữa. Đâu ăn ngon quá, phục vụ tận tình, khách hàng là thượng đế mà. Trời ơi, anh báo nữa, anh báo. Ủa không phải, không phải, không phải, trời ơi, không phải. Ủa rồi ai đây? Sao đây? À, nãy thấy sơ sơ như làm cùng nghề đúng không? À, cũng bán mu chi nữa, chắc thấy mình bán làm ăn khấm khá quá, định qua đây bán nè, rồi xong. Mới ăn cái đàn guitar rồi đi rồi, chưa kịp bán nữa. Bán là phải đụng anh báo nhiều vô, rồi chúng ta mới có khách hàng. Anh báo đem những cái khách hàng thân thiết đến cho chúng ta. Nữa hay sao? Muốn học nghề bán mu chi thì lại đây đây. Ở đây truyền nghề cho. Đó, mu chi là chúng ta phải bán thẳng vậy nè. Cứ vạn đấm xuyên tâm mà bán. Nói chúng ta cho một phát quay vòng thế giới nữa. Rồi trả thêm phát này xuống nè. Đó. Đờn lên cho khách hàng ta nghe. Lướt cái gì bán mu chi mà kèm theo điện giật ai mà múa. Này à, suốt nè, thấy không? Mình phải tẩm quất kiểu này. Đó, cho mu chi nó vừa dai vừa dẻo. Đó, rồi mình đấm thêm một phát nữa. Vậy là xong. Vậy thì chúng ta mới bán buôn được cho anh báo phải không? Khách hàng bảo vậy. Không động khách hàng anh báo là không có bán được. Là đi là đúng rồi. Rồi gặp nữa. Gặp nữa anh báo nữa hả? À anh báo dẫn khách hàng nữa nè. Trời ơi, anh báo đúng rồi. Anh là bạn tốt của em, là khách hàng thân thiết của em. Nên là gặp anh là em tặng mu chi miễn phí luôn. Cho anh một phát quay vòng trái đất liền. Nó ngon không anh báo? Giờ tới khách hàng của anh. Ôi, thì ra khách hàng của anh báo là anh Tổ. Quá ra là vậy. Vậy thì anh Tổ đi luôn nha anh Tổ. Kè kè kè, anh báo ra nữa kìa. Rồi anh báo đứng nhờ rồi. Anh báo đứng cho bạn thưởng thức mu chi. Nhẹ nhàng nè. Dạng bột. Thường thường là cái món ăn này anh ta rất là mê. Trời ơi, không đủ cấp độ ăn không trả tiền luôn. Ăn có anh báo giới thiệu không trả tiền đồng nào luôn trời. Lý ra cũng phải cho 8.400 bô ti chứ. Không có cái nẹt gì hết à. Anh báo chơi dẫn khách đi ăn chùa. Ui, 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 anh nữa hả anh báo? Sao gặp anh riết vậy anh? Riết em bán mu chi không được cho ai. Riết anh báo là khách hàng thân thiết của em nè. Vậy em tặng cho anh ha. Anh mê những cái trò mà liên hoàn tẩm quất. Rồi bắt đầu tẩm như thế này đúng không? Rồi mình quay mình hấp lên nè. Đó anh báo trả tiền vậy uy tín nè. 10.706. Anh báo là phải như vậy. Nữa hả anh? Bộ ăn chưa ớn à, anh báo mê quay. Anh báo mê ăn mu chi quay vòng trái đất. Rồi tặng cho anh mấy cái đờn nữa, đó. Đó, anh báo cũng mê cái phát này nè, xe nó đã. Cho mu chi nó dẻo nữa mà, chạy đâu anh báo. Ăn rồi để em trả tiền chạy hay sao? Sao mà chạy được? Đã em biết cái mặt anh rồi, em gặp anh biết bao nhiêu lần mà sao mà anh có thể chạy thoát ăn quịch của em được. À, đồng môn sư huynh. Tao chưa chi gì cái mu chi nướng ra trước rồi. Cái món đó là chúng ta phải để trung tâm của món chính. Ra trước, ra những cái món phụ trước đi.
Rồi lên la sét trước cũng được nữa, la sét thường thường sao mà lên trước cũng không sao. Anh Nghĩa này, anh hấp tấp quá. Nhưng mà ăn mochi trả tiền vậy em chịu à. Gì anh đang gì, anh làm gì? À, anh đang lên món, anh đang dọn món hả? Đâu anh dọn món gì đâu trời ơi. Anh dọn cái bất động thức, rồi anh quất cái dạng bột quyền. Thôi anh, đủ rồi anh. Anh lên món em thưởng thức đủ rồi, giờ tới em không? Làm riết em mất khách rồi, em không bán buôn được chai hết, anh báo cái ám em quá à đó. Lên món như em là phải chất lượng. Nữa hả anh? Anh ra cái là anh hấp, anh hầm trước rồi. Anh thẻo mochi kìa, đây. Em giúp cho. Thẻo mochi trước mặt khách hàng, người ta sợ, người ta đâu có dám ăn nữa đây. Nó vòng quanh ha, rồi bắt đầu mình thẻo nè. Rồi mình đàn cho khách nghe, ơi. Bên kia định làm gì hả? Bên kia cũng bán mochi hả? Sao bán mochi nhiều thế? Hết anh Nghĩa. Ủa anh boy, giờ mới tới anh Nghĩa nè. Rồi anh Nghĩa bán mochi mà không có màu sắc luôn, khách người ta chê, đúng rồi. Anh lao vô đây. Anh lao vô đây em đấm cho vỡ đầu nè. Nó mình vòng quanh trái đất nè ha. Trời ơi. Anh chơi anh bán mochi mình còn bật tập người cá lên nữa anh. Nó chơi vậy anh tưởng trâu bò hả? Sao mà trâu bò trước mặt em được? Em đàn, em tụng, em làm đủ thứ hết. Rồi anh chống sao nào ý? Rồi ai đằng kia đây? Anh bán gì anh? Từ ơi. Anh chuyển sang anh bán cát luôn hả? Cát mà anh cũng chơi lên bán luôn. Đúng rồi, đừng có đụng hàng. Chúng ta phải có một cái chiến lược kinh doanh khác nhau. Nhưng mà anh bán cát mà anh gặp em bán mochi là nhà em giờ giàu lắm rồi anh ơi. Đây nè, miễn phí luôn nè. Anh chạy đâu anh? Chạy sao mà thoát được trời? Cát làm sao xe với mình được? Hiu. Cái gì sao đây đứng yên vậy? Trốn hả? Mình không lụm thì người khác cũng lụm thôi. Nên là gặp là mình bán liền á. Giờ là mình đi bán dạo. Shipper ai ship mochi là mình ship liền. Shipper mochi không anh? Lấy không anh? Trời ơi. Lấy cái dạng bột quyền. Rồi gì nữa? Cái vòng quanh thế giới á. Rồi mình thẻo mochi luôn nè. Đó. Rồi mình đàn cho nghe luôn. Dịch vụ tận tình. Mấy anh chơi ăn mochi mà mấy anh còn bỏ cá vô nữa. Không được, anh ơi, bật tàu cá lên, trâu bò cũng khó ăn lắm đây nè, đó. Giờ bắt đầu em tẩm quất ha. Liên hoàn đạp. Đạp cho mochi nhừ nhừ ra, dẻo dẻo xíu, đó. Rồi phi đạn cái nữa là hết sảy. Tăng tăng tăng, tăng 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 tăng, anh làm gì anh đơn dữ vậy? Mochi không anh? Tàu chạy quá rồi. Kiểu này chắc nhà mình, anh bán nước đá, trời ơi, gặp lại anh rồi. Anh bán nước đá. Anh bán nước đá này có gió lốc đồ luôn á. Ghê vậy anh. Không sao đây. Em mochi là em bán là qua nhiều mùa rồi anh. Bán quá à. Riết anh em trên channel thấy em xài mochi riết ớn ăn à. Không phải là ớn ăn à, sợ em thua hay là cái gì. Mà sợ em đánh không lỡ người ta. Em bán không được ai hết á. Còn anh đánh trong đây đánh boss gì dữ vậy. Thôi mochi đỡ anh. Có sức đánh boss. Boss cũng ăn luôn, tặng hết. Tặng miễn phí khuyến mãi xanh xanh hết luôn. Giờ là xả hàng nè. Quất xong anh này chắc mình nghỉ các bạn ơi. Nhiều rồi. Rồi bây giờ nè mới tổng kết số booty của mình nè. Coi được bao nhiêu. Tại gọi anh boss. Anh thèm lắm hả? Thôi. Em giờ em xả hàng, em xả kho, em nghỉ. Không bán mua chi nữa. Trời ơi, chín mơ rồi. Trời ơi, bán được 500 ngàn nha các bạn. Bán được 500 ngàn. Một cái con số mà cũng rất là đáng mong ước ha. Để rút ngắn cái thời khắc mà mình đạt được 10 mơ. Rồi mình cũng cảm ơn các bạn fan đã cho mình vô ti. Và cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Và hẹn gặp các bạn trong video lần sau và tiếp theo. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại nha.